quay cái rồi. Cô đang ở Hồ Dầu Tiếng đây. Rộng mênh mông luôn. Vision quay ăn đêm thôi. Rồi, hello anh em. Nhóm HP chúng tôi dùng mình quay đi Hồ Dầu Tiếng anh em. Cái chặn đường mẹ không cho vô. Bên đây nè, lưng nè, đó, chặn đường mẹ không. Đường vòng. Cái hơi cũng hoành đầu luôn các bạn. Đó, hơi đang hoành đầu nè. Đó. Nè, lọt dưới luôn. Là phê. Là quá là phê. Rộng lớn. Rồi, nghe hết được rồi. Gì nữa? Lo anh em, đây nhóm HB dùng anh Huy đi Phú Trúc Tây Ninh nè. Đi lúc 4 giờ 15 nè, 16 nè. Về. Tao quay trước. Đường xung quanh đây cũng có chỗ dưới xe nè, không có chỗ chạy ra xíu vậy. Chạy xíu thì gần hơn, mới chạy tới kia chặn lại rồi, chạy kia chặn lại kêu hỏi đi đâu. Cốc hỏi là xuống muốn chạy lên hay là muốn vô đây, vô đó thì ngay nhà anh lên là giữ luôn à, còn ngay đây thì buồn buồn hồi cái nó dẹp mất tiêu. Đúng rồi, ngay nhà người ta giữ luôn ok không. Đường xuống suối nè anh em, từ nhà té sang mặt trời đó. Nước đâu? Cái gì thôi à? Anh em, nè em có gì chơi nè. Wow, phê ta, nhìn đã ta. Ủa vậy là hết rồi hả? Lên nữa. Ôi có đường kìa. Nay không có nước bạn ơi. Hơi khô. Nước nè. Ít gạo để dưới gì. Hả?
À, đây khô cằn quá ta, không có mưa, không có nước nhiều. Ghê quá. Còn lên nữa kìa. Đừng kê đi ra đâu, đừng kê đi được không? Không. Đây có đoạn clip có suối đây nè. Nghe suối. À hình xuống rồi. Ừ. Nước không chảy ta, nước nó thế gì rồi. Cạn rồi. Cạn rồi. Cạn rồi. Vậy đưa. Đi không đúng nguồn nước. Đúng rồi, đi đúng nguồn nước. Có chừng một quẹt của anh đó. À. Ừ. Nước mà nước đó. Không, đúng rồi, không có mà. Từ đó luôn. Có chừng một quẹt của anh đó. Quéo luôn. Wow, ở đây cây không? Cây không mọi người ơi. Ây à. Đó. Đâu nguồn hả?